Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc Manley New Mule. Chiếc New Mule này là một chiếc compressor limit dành cho mastering. Nó là phiên bản nhỏ của chiếc Varimule. Cụ thể là cái âm thanh của nó sẽ clean, sạch hơn so với chiếc Varimule của hãng. Nếu mà những chiếc Varimule ấy, nó sẽ đổ khá là nhiều màu vào cái bản master ấy, thì chiếc New Mule này nó lại cho cái âm thanh sạch và smooth hơn. Do đó là nó sẽ rất hợp với các cái dòng nhạc hiện đại. Những dòng mà kiểu muốn màu sắc cổ điển thì chúng ta sẽ dùng những chiếc Varimule thì sẽ hay hơn. Còn đây là New Mule. Chiếc này thì nó là tất nhiên rồi, nó dành cho master nên nó sẽ có hai kênh, 1 và 2, trái phải đấy. Nó sẽ có cái nút link ở đây. Khi mà bật cái link này lên ấy, thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh ở một bên này thôi. Nút compressor đấy. Compressor này khi mà ấn vào này là dùng com này, còn tắt đi như này là bật là dùng limit. Thì compressor thiết bị sẽ nén ở ngưỡng ở tỷ lệ là 3.1. Còn khi mà để limit thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là 10.1. Phía chính giữa đây sẽ có một nút bypass này để chúng ta so sánh là trước và sau khi mình xử lý tín hiệu. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái cần gạt chọn âm lượng đầu vào ở đây. Đó là trừ 3 decibel 0, là mặc định là 0 nhé. Hoặc chúng ta có thể đẩy cái đầu vào to hơn bằng cách là cộng thêm 3 decibel lên bên trên. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có tương tự cái nút input level và sẽ có thêm 3 nút chức năng ở đây. Bao gồm nút ở chính giữa này là cái nút chọn cái cách hiển thị đồng hồ. Nút ở dưới này là nút HP sidechain này, có nghĩa là cái thiết bị nó sẽ bỏ qua cái tần số từ 100Hz trở xuống. Khi mà các bạn bật cái chức năng này lên ấy, thì các cái tần số dưới 100Hz thì thiết bị sẽ không nén nữa. Ok. Chúng ta sẽ có cái nút hip ở bên trên này. Nút hip này là một nút rất là lợi hại của chiếc New Mule. Với những bản master trước đây ấy, thường người ta sẽ phải làm là sẽ cho ghép song song một bản là đã com và một bản chưa com để chúng ta lấy được cái âm lượng tối ưu. Thì cái nút hip này này nó đã làm thay cái việc đấy. Khi mà chúng ta ấn vào trong cái ngưỡng dynamic range của thiết bị nhá, thì nó sẽ chỉ nén một phần trong đó, do đó là cái âm lượng nó sẽ được đẩy lên tối đa mà vẫn giữ được cái độ tự nhiên của sản phẩm đó. Thì cái nút hip này là rất giá trị này, mà nó đem đến cho cái New Mule này nó có một giá trị rất là tuyệt vời. Cái âm thanh mà khi mà mình sử dụng cái com này nó rất là smooth, nó rất là quyện, nó ôm, nó gắn chặt vào nhau và nó có cảm giác rất là đáng yêu. Ok, bây giờ thì mình sẽ demo cho các bạn xem luôn nhé. Đây các bạn có thể nhìn trên hình này, đây là một cái file mình sẽ đặt luôn cái thiết bị ở đầu ra và mình sẽ tắt cái ozone 10 đi. Ozone là mình đang dùng để master. Bây giờ thì mình sẽ chỉ đặt mỗi cái New Mule này thôi nhé. Rồi các bạn nghe cái file gốc trước này. Tình yêu này xin nguyện dâng trọn kiếp, không lời thỉnh cầu. Vì đời ta đã sống trọn tháng năm, ngập tràn hạnh phúc. Một. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho nó chạy qua New Mule và mình sẽ vặn nhá. Trước tiên thì chúng ta sẽ off nó đi đã này. Mình sẽ để link để cho nó chạy qua hai kênh nó, tại vì nó là stereo. Ok. Rồi tạm thời sẽ tắt hip này, tắt cái HP xoay trên này đi này. Input level mình sẽ để ở mức là 0, có nghĩa là mặc định cơ bản. Output thì mình sẽ để chính giữa 12 giờ. Thực ra là hãng sẽ khuyên dùng là ở ngưỡng là 9 giờ đến 11 giờ. Nhưng mà ok, 12 giờ cũng không vấn đề gì cả. Rồi. Tình yêu này xin nguyện dâng trọn kiếp, không lời thỉnh cầu. Vì đời ta đã sống trọn tháng năm, ngập tràn hạnh phúc. Lại được ôm vào trong vòng.
chờ. Tình yêu này xin nguyện dâng trọn kiếp, không lời thỉnh cầu. Vì đời ta đã sống tròn tháng năm, ngập tràn hạnh phúc. Một mai dẫu có xa rời, bước chân lại về với nguồn. Lại được ôm vào trong vòng tay yêu thương của đất trời. Lại được ôm vào trong vòng tay yêu thương của đất trời. Tình yêu này xin nguyện dâng trọn kiếp, không lời thỉnh cầu. Vì đời ta đã sống tròn tháng năm, ngập tràn hạnh phúc. Một mai dẫu có xa rời, bước chân lại về với nguồn. Đây, mình đang để bypass này, thì các bạn nghe nó sẽ có vẻ rất là rời rạc, đúng không? Một mai dẫu về với nguồn, lại đường ôm vào trong rồi, bóng. Bây giờ mình sẽ bật lại nhé. Rồi bây giờ cho chạy qua này. Một mai dẫu có xa rời, bước chân lại về với nguồn. Cái hiệu nó cũng ôm hết vào nhau. Lại đường ôm vào trong vòng tay. Rất là mượt. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lại trước và sau này. Giờ mình sẽ để bypass này. Rồi, bypass trước nhá. Tình yêu này xin nguyện dâng trọn kiếp, không lời thỉnh cầu. Vì đời ta đã sống tròn tháng năm, ngập tràn hạnh phúc. Ok, bây giờ thì sẽ on này. Tình yêu này xin nguyện dâng trọn kiếp, không lời thỉnh cầu. Vì đời ta đã sống tròn tháng năm, ngập tràn hạnh phúc. Một mai dẫu có xa rời, bước chân lại về với nguồn. Lại được ôm Ok, hay quá anh em ạ. Thiết bị nào mình cũng khen hay thế nhỉ. Không phải đâu mà nó hay thật. Cái này nó rất là mượt. Cái cục này, cái âm thanh nó không có cái độ kiểu như sức sước hay là đổ màu vào như những cái thiết bị khác mà mình đã chạy qua. Nên là các phòng thu sử dụng cái New Mew này rất là nhiều. Nó thực sự mượt thật đấy. Nó mượt. Nó không đổ màu nhiều vào như những dòng Vari Mew hay là như những chiếc kiểu như là Shadow Hue, chiếc Blackbook chẳng hạn thế. Tuy nhiên ấy, nó lại có một cái màu rất là khác, rất là mượt. Nó chạy qua cực kỳ mượt luôn. Các bạn có thể tham khảo thêm những cái video ở trên mạng của hãng chẳng hạn thế, để các bạn có thể có một cái đánh giá đầy đủ hơn về cái sản phẩm này. Ok. Và cái sản phẩm này mình cũng mới về, bạn nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho mình nhá. Rồi, xin chào.